Các bạn thân mến, trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành tạo ra một số slideshow bằng các cái bức ảnh. Thực ra thì có rất nhiều các cái phần mềm để làm ra các slide kiểu như vậy. Tuy nhiên, ở đây thì chúng ta sẽ thực hành trên phần mềm Adobe Premiere. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo ra, khởi động phần mềm và sau đó là nhấn nút Project, đúng không? Tôi gọi đây là bài 2. Đường dẫn thì vẫn là đường dẫn hôm trước, đúng không? Thế còn cái chế độ ở đây, các bạn chú ý chúng ta vẫn chọn là HDV. Chúng ta nhấn OK để khởi tạo dự án. Một cái dự án mới đã bắt đầu được xuất hiện ở đây. Và cũng như lần trước thì chúng ta sẽ đưa vào đây. Tôi sẽ tạo ra đây một cái new bin, là một cái folder. Ở đây tôi gọi là picture đây. Thế còn một cái bin nữa thì chúng ta không nên để, đó là cái âm thanh, đó, audio. Đấy, thường thường là khi làm ra một cái dự án thì các bạn nên là để một cái audio, một cái picture, rồi một cái, cũng có thể một cái nữa là chúng ta có thể để thêm một cái new item nữa là chúng ta sẽ đặt đây. Ở đây một cái bin nữa đó là cái video, đúng không? Các video chúng ta đặt vào đó. Rồi có thể thêm một cái nữa là các cái sequence, đúng không? Sequence thì có thể đặt ngoài luôn cũng được, bởi vì các sequence chúng ta cũng rất ít. Tôi sẽ làm cái sequence đầu tiên. Và tôi gọi tên nó là sequence 01. Thế thì ở trong cái nội dung video hôm nay thì tôi cũng hướng dẫn các bạn tạo ra các slideshow trên cơ sở các cái bức ảnh, đúng không? Chúng ta sẽ nhấn nút trái chuột vào picture và sau đó là tôi sẽ import vào đây một số cái bức ảnh. Trong này thì tất nhiên để cho đỡ mất thời gian thì tôi sẽ làm 1, 2, 3. Thôi, cứ làm khoảng 3 cái bức ảnh thôi, đúng không? 3 bức ảnh. 4 cái đi, đúng không? Đấy. Chẳng hạn như là tôi có 4 cái bức ảnh này, đúng không? Như vậy là thư mục picture đây. Các bạn có thể nhấn giữ trái chuột và sau đó là kéo thẳng 4 cái bức ảnh này sang cũng được, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy video nó sẽ chạy như này. Mỗi bức ảnh này nó sẽ là 5 giây, đúng không? 5, 4 sẽ là 20 giây. Được chưa? Khi mà chúng ta chỉnh sửa các cái video mà kiểu như này để làm các slideshow thì các bạn thấy là slide, các slide ở đây thì nó có rất nhiều, đúng không? Ở trên mạng cũng có nhiều thì chúng ta có thể thực hành. Tất nhiên có rất nhiều phần mềm để tạo ra các slide. Ví dụ hai bức ảnh đầu tiên và bức ảnh cuối cùng này thì ok rồi, bởi vì nó vừa vặn mấy cả cái nội dung. Nhưng mà còn hai cái bức ảnh ở giữa này thì nó lại rất là nhỏ, cho nên là nhìn xấu, đúng không? Cho nên là chúng ta sẽ click vào đây. Và sau đó các bạn mở cái cửa sổ Effect Control, click vào cái nút là Motion. Và chúng ta chọn vào đây là portion, đúng không? Trong cái phần portion thì nó có, tôi cũng giới thiệu thêm một chút là có một số cái nội dung ở đây, các bạn chú ý là cái này thì chúng ta kéo thì nó chạy đi chạy lại, đúng không? Cái này chạy lên chạy xuống này, đúng không? Còn cái scale là cái mà chúng ta sẽ phóng to nó ra. Đấy, ở đây tôi sẽ phóng to ra. Các bạn lấy cái khung ảnh để làm sao cho nó vừa vặn với cả cái video của mình thì nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Đây, tôi phóng to ra tí nữa. Đây là kéo lên kéo xuống này, đúng không? Chúng ta có thể kéo lên như này, đúng không? Rồi là kéo cái scale này cho nó lui ra như này cũng được, đúng không? Chẳng hạn như vậy thôi. Đấy, tương tự như vậy với các cái bức ảnh này thế. Chúng ta kéo đây để nhìn này, đúng không? Đấy, cái bức ảnh này cũng rất là nhỏ. Cho nên là bởi vì tôi lấy trên Facebook xuống mà cho nên là nó rất là nhỏ. Chúng ta scale cho to ra. Đấy. Để cho nó vừa khuôn hình thôi, không nhất thiết phải to quá, bởi vì to quá thì cái chất lượng hình ảnh của chúng ta nó không được tốt,
cho nên khi lên video nó sẽ rất là mờ, cho nên các bạn có chú ý phần đó. Còn cái bức ảnh này thì nó lại có vẻ to quá đúng không? Thì chúng ta kích vào đây và cũng chọn motion đây, và tôi có thể là cho nó nhỏ lại đúng không? Đấy, cho nó vừa bạn ở đấy, nó to quá mà, cho nên chúng ta để cái khuôn hình làm sao cho nó vừa ra, được chưa? Đấy. Tất nhiên là rất mất thời gian rồi. Mà đây có thể kéo nó xuống đúng không? Cho nó ánh sáng nó ra, hoặc là kéo sang bên này, được chưa? Đấy, kéo đây sang này, được chưa? Đấy. Thì trong cái video này tôi cũng chỉ hướng dẫn các bạn các cái hiệu ứng cơ bản đầu tiên đơn giản để chúng ta thực hành làm trước. Còn sau này các cái hiệu ứng khó khăn hơn thì bởi vì chúng ta nếu mà để video như này thì nó cũng chẳng có gì cả, đúng không? Có mỗi mấy cái ảnh nó chạy chạy thôi chứ còn nó cũng không có gì phức tạp đấy cả. Mà khi xuất hiện, khi chuyển cảnh thì nó rất là xấu. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng ở đây một cái effect. Một cái effect đó là ở trong này các bạn chọn vào cái tab effect đây nhé. Sau đó chúng ta chọn là video transition, đúng không? Và ở đây có rất nhiều các cái hiệu ứng khác nhau các bạn có thể đặt làm chuyển cảnh. Tôi cho cái này nó rộng ra một chút để chúng ta sẽ chỉnh từng cái một, đúng không? Đây chẳng hạn như chuyển về đây, chuyển cái chuột đây để khi chúng ta phóng to ra thì nó vẫn giữ nguyên vị trí đấy, được chưa? Đấy, bây giờ tôi sẽ lấy cái hiệu ứng, chẳng hạn tôi cần cái hiệu ứng 3D. Ở đây có rất nhiều hiệu ứng khác nhau thì các bạn có thể lấy ở trong này nhé. Đấy, thì chẳng hạn như là cái hiệu ứng 3D này, chúng ta chuyển đây thì chúng ta thấy là nó đã xuất hiện cái hiệu ứng kiểu như này. Đây, khi chúng ta chuyển cảnh này, đấy, thấy chưa? Đấy, như vậy nếu mà thấy nó nhanh quá thì có thể chúng ta kéo dài nó ra, kéo dài cái hiệu ứng đấy ra một chút, đúng không? Thì các bạn thấy là nó sẽ chậm lại. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong cái hiệu ứng đầu tiên, kéo lui này xuống bởi vì là cho hình ảnh nó to ra nhìn nó dễ, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ kéo lại cái chuột, đưa lan chuột lại chỗ này. Rồi khi nó kịch vào đây cái thì bắt đầu chúng ta kéo này cho nó to ra này. Đấy. Kéo ra đằng này thì kéo to ra, còn kéo ra đằng kia thì nó lại giảm lại. Thì chúng ta lấy một cái hiệu ứng khác, chẳng hạn tôi lấy hiệu ứng đo. Đấy, chúng ta đặt vào giữa nhé, đặt vào giữa đây. Kéo dài thằng này ra tí. Đấy, cho nó ra một cái hiệu ứng. Đây chúng ta thử xem này. Đấy, thì cái cửa nó đóng vào kiểu như vậy. Tương tự như vậy chúng ta có thể lấy các cái hiệu ứng khác nhau, tùy bởi vì trong này có rất nhiều hiệu ứng khác nhau nhé, chứ không phải là cứ 3D đâu. Thì chẳng hạn như tôi chọn xuống dưới này một cái hiệu ứng khác, chẳng hạn như là hiệu cái slide chẳng hạn, multi spin này, đúng không? Được chưa? Đấy, đưa đây này thì chúng ta xem cái hiệu ứng của nó, rất nhiều cửa sổ. Nhưng mà để cho nó đẹp thì chúng ta nên kéo dài nó ra. Để này nó ngắn quá, để cho to ra tí nhá, kéo dài ra. Đấy, cho nó, nếu không nó xuất hiện nhanh quá thì nó cũng xấu. Đấy, thì qua đây thì các bạn thấy là chúng ta đã tạo xong các cái hiệu ứng cho các cái video này, và mỗi một cái bức ảnh này nó sẽ kéo dài khoảng 5 giây. Đấy các bạn, tôi sẽ chiếu lại cho các bạn xem kết quả. Và sau khi xong các cái nội dung này rồi thì chúng ta công việc còn lại của chúng ta là chúng ta xuất video ra thôi. Còn tất nhiên là để làm một cái bộ phim nó dài thì chúng ta cũng cần phải thôi như này, chúng ta nên làm thêm một công việc nữa, đó là chúng ta sẽ xuất âm thanh nữa, chứ để không này thì trông nó xấu, đúng không? Vậy thì ở đây tôi sẽ trong cái project này, trong cái phần audio này, đúng không, thì chúng ta sẽ xuất ra đây một cái audio. Tôi sẽ import vào đây một cái audio. Tôi sẽ lấy ở trong cái nội dung có một số cái đây nhạc free đây, đúng không? Chẳng hạn tôi lấy cái full line này. Đấy, sau khi xong thì chúng ta chỉ cần kéo cái này sang thôi. Đấy, bởi vì là cái nhạc của chúng ta nó rất là dài, cho nên là chúng ta sẽ dùng cái công cụ là cắt nhạc với cắt video nó giống nhau, có rất nhiều cách cắt khác nhau,
Nhưng ở đây cái cách phổ biến nhất, tốt nhất là chúng ta làm như này thì nó cho nó chính xác này. Chúng ta đưa chuột thẳng ra đằng này, đúng không? Khi nó kịch vào đây cái này, đúng không? Thì bắt đầu chúng ta sẽ cho nó rộng ra, nhìn cho nó dễ, đúng không? Đấy, thấy chưa? Nó vẫn chưa vào hẳn đâu. Đấy, cho chính xác luôn. Vào đây thì chúng ta dùng công cụ cắt này. Đấy, sau đó đưa, khi con dao nó thấy là nó đã kịch vào đây rồi thì chúng ta click trái chuột cái. Sau đó cái phần thừa, đúng không? Như vậy được cái phần đằng sau này nó thừa mà, chúng ta chỉ cần click chuột vào đây, chọn cái công cụ trên này nhé, và sau đó là chúng ta nhấn phím delete hoặc nháy chuột phải, chọn clear. Như vậy là chúng ta đã xong, đúng không? Bây giờ tôi mở lại để cho các bạn xem lại từ đầu. Thì đấy là một trong những cái cách mà chúng ta làm, đúng không? Tuy nhiên trong cái slideshow này thì đây nó cũng mới chỉ là một số cái hình ảnh nó đơn giản, đúng không? Tuy nhiên thì các bạn có thể làm nó cầu kỳ hơn chút, là chẳng hạn cho một cái video nền vào đây. Tôi sẽ import vào đây một cái video, được chưa? Thì tôi sẽ lấy một cái hình background nữa, effect background. Đây, chẳng hạn như là tôi lấy một cái hình nền này chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thì các bạn nên nháy giúp chuột vào đây, đúng không? Thì chúng ta có cái hình nền nó nằm ở đây nhé. Nếu mà các bạn lấy riêng video thì chúng ta kéo, nhấn trỏ chuột đây và kéo xuống. Trước hết thì tôi sẽ đưa toàn bộ cái thằng này lên trên. Đấy, bôi đen và sau đó là đưa lên trên. Còn cái video này chúng ta chỉ việc là kéo xuống này. Đấy, được chưa? Như vậy là tôi đã kéo xong video xuống. Và công việc của tôi là phải cắt bỏ bớt đi cho nó đỡ không cần dài như này. Thì chúng ta lấy riêng video không có phần âm thanh, đúng không? Thì chúng ta nên kéo kiểu đấy. Và ở đây tôi dùng lại công cụ cắt này, và chúng ta đưa lấy cắt cái xong, đúng không? Rất dễ dàng, không khó khăn gì cả. Đấy, sau đó là chúng ta nháy nhấn phím delete cái nào nó hết. Tôi sẽ cho nhỏ lại để chúng ta xem, bởi vì nó có cái hình nền rồi mà, cho nên là chúng ta sẽ tạo thêm một số cái hiệu ứng của ảnh ở đây nhé. Đấy, hiệu ứng của ảnh từng cái một, đúng không? Thì bây giờ tôi muốn như này, tức là đại loại là các bạn có thể tạo ra như này. Chúng ta cũng không nên chúng ta sẽ làm cái ảnh này nó xuất hiện dần dần, đúng không? Thì có lẽ là nên như này, chúng ta kéo này ra tí. Đấy, bởi vì vừa nãy chúng ta đi cắt đúng là dở, đúng không? Chúng ta không nên cắt, mà chúng ta sẽ thực hiện cái bằng cái thao tác khác. Ví dụ kéo thằng này ra được nhỉ? Kéo được, đúng không? Đấy. À, vẫn kéo được, không sao cả, đúng không? Tôi cho cái video nó dài ra một chút, đúng không? Chúng ta nghe cái đoạn âm thanh này đã, xem đến đoạn nào nên kết cho nó đẹp, đúng không? Dài ra thêm chút nữa, bởi vì này thì nó vào cái đoạn đấy nó hơi khó, đúng không? Đấy, đến đây chúng ta cắt thôi nếu cắt đến đây không, chúng ta có thể dùng công cụ này kéo cắt nhé, chứ không nhất thiết là phải dùng kéo đâu. Đây, khi mà nó xuất hiện ra một cái mũi tên nó trở lại kiểu như này, chúng ta kéo lại này. Đấy, thế là nó cắt luôn đến đây. Và cái hình ảnh ở trên này thế này, thì bởi vì nó dài đằng này chúng ta kéo này nó khó, chúng ta dùng cái công cụ này chúng ta cắt. Đây, kịch ở đây cái cắt này. Đấy, như vậy là chúng ta đã cắt xong. Delete đi. Và bây giờ tôi muốn làm như này, tức là các cái hình ảnh này tôi sẽ kéo nó lùi ra đây, thấy chưa? Tôi vẫn giữ nguyên như thế. Đấy, thế thì ở giữa thì chúng ta sẽ cho nó bay, cho nó bay vào thôi, đúng không? Như này. Thank you.
ấy chẳng hạn như vậy. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà chúng ta vào các cái bức ảnh này thì nó lại có một cái giờ là tự nhiên nó kịch cái vào luôn, cho nên là chúng ta nên cho các cái hiệu ứng vào, chúng ta nên cho hiệu ứng vào đây. Ví dụ như là khi vào cái bức ảnh này thì cũng phải cho nó bay vào hay như nào đó, đúng không? Thì các bạn lại chọn vào cái phần effect này, yeah. Chọn vào cái phần effect và sau đó là chúng ta sẽ cho nó chúng ta chọn bởi vì có rất nhiều các cái hiệu ứng khác nhau, thế cho nên là tôi sẽ chẳng hạn tôi lấy một cái zoom này chẳng hạn, đúng không? Tôi đặt vào đây, được chưa? Và chúng ta xem kết quả này, chúng ta xem kết quả này. Đấy, thì cái ảnh nó bay ra chứ nó không để kiểu như vậy thì trông nó rất là xấu, đúng không? Đấy. Đây cái này thế thì chúng ta cũng nên cho một cái hình ảnh chẳng hạn như là zoom box này. Đó, chúng ta cho đây và chúng ta xem kết quả này. Đó. Đấy thì ra nó sẽ đẹp và kết quả cuối cùng thì các bạn sẽ nhìn như này. Được chưa? Thì cái video của chúng ta đã hoàn thành. Còn tất nhiên là để mà cho nó đẹp được thì chúng ta nên chọn cả một cái bản nhạc và sau đó là chúng ta đưa các cái hình ảnh, có thể muốn lưu giữ lâu hơn hoặc là tạo ra các cái nội dung khác nhau thì các bạn trên cơ sở cái bài học này các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo và chúng ta sẽ tạo ra các cái nội dung nó đẹp hơn và đồng thời là nó sẽ chuẩn theo các cái slide mà chúng ta đã thực hành, đúng không? Và video của chúng tôi cũng xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Thì chúng ta sẽ tạo ra các cái hiệu ứng về chữ, tức là hiệu ứng text.